với ta. Và xin mời bạn nữ. Bạn hãy giới thiệu về mình đi. Vâng, cháu xin giới thiệu, cháu tên là Trương Công Bình ạ. Cháu 24 tuổi, cháu quê Thanh Hóa và bây giờ đang hiện đang làm trong thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì cháu? Dạ bây giờ cháu đang quản lý một cửa hàng thu mua và xuất khẩu hải sản tươi sống. Giờ sống ở quận nào? Dạ cháu sống ở quận 12. Mời đàn gái giới thiệu về bản thân mình nè. Xin chào MC Nam Thư, MC Huyền Linh. Quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay và bạn nam bên kia, em tên là Chiêu An, năm nay 22 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, đang phụ giúp cho công ty của gia đình. Vậy thì bây giờ bên đàn trai mình giới thiệu một tí xíu về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân nè. Dạ, điểm mạnh là em tự lập từ nhỏ, có lối sống giản dị, cũng nhút nhát, cũng biết nấu ăn rồi. Dạ, điểm yếu thì có hơi có chút bộn bề. Đó, rồi mời đàn gái. Dạ, điểm mạnh của em là em có nấu ăn ngon, làm việc, dọn dẹp nhà cửa, tự chăm sóc bản thân. Điểm yếu của em thì em có một chút nóng tính với không cẩn thận. Tính em cũng hơi bề bộn không chút. Vậy là biết làm đồ nhậu không nè? Làm đồ nhậu thì em không biết, nhưng mà làm bánh thì em biết. Bình ơi. Dạ. Em biết nhậu không Bình? Dạ, em biết nhậu chị ơi. Tiểu lượng cũng tầm gỡ 7-8 lon thôi ạ. Quá dữ, cũng dữ rồi hả? Dữ rồi, dữ. Chà, hai đứa hợp ghê, đứa Bình đứa An ha. Ráp Bình lại An. Bình An. Ủa Bình, dạ. Là cháu có mấy mối tình rồi? Cháu trước kia là có 2 mối tình. Thời trung học phổ thông là mối tình đầu. Mới đây thì cháu chia tay đã 3 năm rồi. Quen nhau 2 năm. Cháu thì làm kinh doanh ngoài Hà Nội. Còn cô đấy học trong Sài Gòn. Không có cùng chung cái chí hướng đó đúng không? Đúng rồi ạ. Trời ơi, quà cáp bò tùm lum hết trơn. Bò luôn hả? Ừ, quà cáp nó bò tùm lum tùm la chứ. Em thì chưa có trải qua mối tình nào. Trước đây thời gian thì bận học, cũng vẫn chưa có thời gian trở qua một mối tình nào hết. Nắm tay ai chưa? Dạ, nắm tay thì cũng có nắm tay nhưng mà... Hôn chưa... ai chưa? Thì chưa. Có hôn ba hôn mẹ nhưng mà... Hôn người yêu, đang tính là hôn người yêu nè là chưa đúng không? Dạ. Vậy thì cái mẫu người đàn ông á, mà em mong muốn là như thế nào? Em mong muốn là một bạn nam cao hơn em trên 1m65, ngoại hình ưa nhìn một chút, tính tình tốt, có trách nhiệm, chung thủy. Thích bạn nam có tính lãng mạn chứ. Tại vì em cũng thích đọc tiểu thuyết ngôn tình á. Vậy gì tiểu thuyết ngôn tình rồi có coi phim Hàn Quốc rồi gì không? Có mê không? Có coi phim Hàn Quốc mà không có mê. Bình có lãng mạn không? Có chứ chú. Chào em, Bình. Bà. Ví dụ lãng mạn sao nè? Đến ngày sinh nhật của cô đấy, mình tổ chức tạo cái phòng nhạc rồi mình xếp hoa, mình trái tim rồi mình đứng đấy mình tặng cô ấy. Xếp hoa là chuyện bình thường rồi. Cái sinh nhật sắp tới của ấy á, em xếp cua, ghẹ, ốc. Ôi rồi, tưởng gì chứ hồng hết trơn. Tưởng gì cái đấy là đơn giản lắm. Thí dụ thế cho nó lạ. Thì em có ngại là khi mà em yêu một cô gái chưa bước qua mối tình nào, em sẽ làm như thế nào mà thích lãng mạn nữa? Chinh phục cô ấy thì phải có thời gian nên rồi mình cứ tán tỉnh rồi đến rồi. Tán tỉnh như nào? Cứ tặng cua ghẹ tặng xuống cua. Ông đừng có nghe anh Linh. Anh vấn đề mình sống chân thật thôi, mình nghĩ sao mình làm vậy. Thật sự tặng bó hoa hồng không bằng 2 con cua đâu. Tặng 2 con cua ngon hơn. Ví dụ như An. Dạ. Thích ăn hải sản không? Dạ thích. Ôi, có gì chia chị bớt nha. Dạ, chị yên tâm. Cửa hàng qua đây là em làm chủ luôn hay sao? Em vừa làm với người ta nhưng mà em cũng vừa làm chủ. Thì tốt quá rồi. Rồi vậy là được rồi. Em xin quyền lên. Dễ thương. Anh đây nhát quá. Dạ. Mình, khi mình có một người nào bên cạnh mà nhút nhát quá mình thấy sao? Dạ em thấy cũng bình thường. Chàng này là giống như từ Thanh Hóa mà để lập nghiệp á. Em có lo điều đó không? Dạ em cũng có một chút lo. Em không thích điều gì ở người đàn ông? Dạ em không thích con trai mặc đồ leo lẹt. Không có chú ơi. Chuyện cái đấy là không có luôn á. chưa gì sợ. Không hút thuốc. Có cái này lại càng không luôn. Đấy lại được chưa? Không thích bạn nam nóng tính. Có nóng tính không? Nóng tính là không có đâu. Nhát thấy mồ nóng gì nổi nữa. Gì nữa? Dạ hết rồi. Hết rồi đúng không? Rồi bây giờ anh thấy được đó. Rồi An, hôm nay em đi với ai hả An? Hôm nay em đi với mẹ và dì. À có mẹ luôn hả? Xin chào MC Quỳnh Linh, MC Nam Thư. Dạ. Khán giả tại trường quay. Em là mẹ của bé Chiêu An. Thì mẹ thấy thì bên đàn trai thì cũng được,
Nhưng mà cho cô hỏi, nếu mà con đang làm trong thành phố Hồ Chí Minh thì cô có mình Chiêu An à. Ví dụ hai đứa mà được á, con ở đây lập nghiệp hay là con đi về có làm dâu gì không con? Con thì chắc chắn là trong Sài Gòn lập nghiệp rồi. À, ba mẹ con thì ở ngoài quê. Vâng, đúng rồi. Rồi con có mấy anh chị em? Nhà con có 5 anh chị em, nhưng mà con là người thứ tư. Với lại con có tính tự lập từ nhỏ, con đi hay đi tìm biểu hay đi làm công chuyện của mình là xác định là mình phải đi làm để phát triển sự nghiệp của mình thôi. Ừ. Thì cô chỉ hỏi vậy thôi, còn lại thì hai đứa tìm hiểu nha. Cô thấy đàn trai được không? Cô thấy thì được đó, mẹ thấy cũng được thì ăn thua con thôi. Bình đi với ai? Dạ hôm nay cháu đi với em. Chào anh Quỳnh Linh và chị Nam Thượng. Em là em họ của anh Bình. Em nhận xét bạn gái bên này thì bạn gái bên này là dễ thương, tính tình tốt, hợp với anh Bình. Cảm ơn em. Bây giờ mình kéo rào cho hai trẻ gặp mặt ha. Muốn nói gì nói đi Bình. À cua à. Em có biết nhậu không? Vì cái công việc của anh là nhiều khi giao tiếp khách hàng rồi cũng phải đi nhậu rồi với người ta. Em thì em không có biết nhậu, em chỉ biết uống rượu nhẹ thôi. À rượu nhẹ. Nếu như mà anh uống rượu thì uống ít thì không sao, đừng uống nhiều quá, tại vì uống rượu nhiều là sẽ không có tốt cho sức khỏe đâu. Cái đấy anh biết, công việc của anh đó, đi giao lưu hay là khách hàng, nói chung là mình chỉ là nhậu vui trong trên bàn thôi, còn công việc không ai thì tiết lộ cho ai được. Tại vì ba em cũng nhậu, nhưng mà em cũng không thích ba nhậu quá nhiều. Mai mốt nếu mà anh có công việc bận thì anh có thể đi chơi với em không? Anh có thể, vì cái công việc anh sắp xếp được. Mình tặng quà nhau trước đi rồi mình nói chuyện. Cua kiếp để hồi chết queo hết trơn. Tặng tao luộc liền ăn luôn đi. À. Anh tặng em à? Dạ, đúng rồi. Thôi để anh. Thì em để bên đây. Chưa đưa, trao tay. Tại sao anh tặng cua cho em? Không, anh biết trước là em biết là em thích ăn đồ hải sản nên anh tặng hải sản cho em á. Dạ, ôi, anh hay quá. Em cũng tặng cho anh bánh. Tại vì em cũng có làm bánh nhưng mà gấp quá em làm không có kịp. Nếu như mà có cơ hội thì sau này em sẽ làm bánh cho anh ăn. Bánh gì đó mở coi làm coi ngon không? Chắc là nhìn này chắc ngon lắm á. Đâu đưa anh coi ăn được không? Mời em MC Quyền Linh ăn. Trời ngon quá ta. Chút ăn trước đi cũng dám ăn chứ. Nói chung là anh mới lần đầu gặp em nhưng mà anh thấy em cũng là người kiểu cũng mẫu hình của anh cũng thích. Lâu về dài thì mình phải có thời gian để mình tìm hiểu với nhau được. Mình cho nhau một cơ hội tìm hiểu cho nhau đi. Được, em cũng muốn có cơ hội đi tìm hiểu anh. Tại vì mình mới gặp nhau có một tí thôi, nhiều cái mình vẫn chưa có hiểu nhau. Quan điểm tình yêu của anh là như thế nào? Anh ghét sự giả dối và đủ lăng nhăng lắm. Em thì cũng đơn giản, chỉ cần đơn giản là được. Anh cũng đơn giản lắm. Em không thích bạn nam nhắn tin hoặc quan tâm quá nhiều đến mình. Chỉ cần nhiều lúc nhập mặt nói chuyện với nhau là được. Này cái này em giống tiếng Anh đấy. Dạ. Anh cũng không thích cũng nhắn tin nhiều. Đến lúc một lúc mình hiểu nhau thì lúc đấy mình gặp nhau là mình tự hiểu. Hai đứa này quen nhau đỡ tốn tiền điện thoại. Đỡ, rất đỡ luôn á anh Linh à. Không có ghen. Chắc cũng ghen một xíu đó. Nhưng mà anh ghen xíu là hết à. Tính anh không giận nhiều, anh không giận dai được. Rồi bây giờ hát tặng nhau một bài đi nào. Anh sẽ hát bài. Đôi chân đi tìm một nửa yêu thương khi trái tim thổn thức. Sáng em hôm nào chợt lòng đi ngang mắt tôi xin cười. Ta tìm em trên con phố ấy, ta đợi em góc ngã tư đường qua. Mong tình yêu cho đôi ta gặp gỡ, xin em hãy quay về đây. Rồi, cảm ơn em. Rồi, hết thời gian. Có rung động thì bấm. Bởi chúng ta đang đối diện với ba mẹ, bạn bè, người thân và hàng triệu khán giả. Và rất mong là các bạn sẽ nắm tay nhau và ra về ha. 3 2 1 Hết thời gian. Wow. Chúc mừng em. Hai bạn nắm tay nhau đi. Anh ơi,
Dạ vâng, bây giờ anh tự chủ động anh giới thiệu những cái thông tin cơ bản về bản thân mình này, họ tên, ngày tháng năm sinh, hiện tại anh đang sinh sống ở đâu, công việc của anh là gì nhá. Cứ, anh có điểm mạnh điểm yếu gì cứ chủ động anh giới thiệu ạ. Là ghi hả hay là anh nghĩ là anh nói. Giới thiệu anh nói ạ. Bây giờ anh đang nói trực tiếp với tụi em này, tụi em đang coi anh nè. Anh đang là đang ở quê thì ở Bình Định. Họ và tên, dạ vâng, anh giới thiệu đi ạ. Anh chủ động giới thiệu họ và tên, anh tên là Hiền, cái gì Hiền đó, ngày tháng năm sinh như thế nào, dạ. À thì tên là Nguyễn Đăng Hiền. Dạ. À, ngày 3 tháng 12 năm 1987. Rồi. Công việc hả? Hiện tại đang ở đâu? Công việc là gì? Đang ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi. Công việc của anh? Công việc của anh thì trước kinh tế trước năm trước á thì bảo trì thư ký, nhưng mà vì nói chung là vì kinh tế nó ổn không ổn định á, cái công ty nó đóng cửa cho tạm nghỉ á, khi nào đi làm lại thì mới đi làm lại á. Dạ vâng, bây giờ anh đang làm gì? Anh là học bên bảo trì cơ khí. Dạ vâng, nhưng mà bây giờ thì tạm nghỉ rồi thì mình đang làm công việc gì? À, để sinh sống. Đi làm thêm ở ngoài thì đi chạy Grab ấy. Chạy Grab ở Bà Rịa Vũng Tàu. À. Rồi. Anh Hiền là một người như thế nào? Anh có điểm mạnh điểm yếu gì? Anh hả? Ở trước đây anh cũng có đi hát kèo kéo. Còn điểm yếu hả? Ừ. Điểm yếu hả? Anh điểm yếu gì mà khiến cho mình ế? Mình chưa có bạn gái. Điểm gì mà mình cần thay đổi trong bản thân của mình? Mình kiểu là mình khó bắt chuyện. Nếu mà người quen thì nói, nhưng mà người lạ là ít khi để ý hoặc hỏi thăm lắm. Nói chung là ngại bắt chuyện với người khác. Không cởi mở hả? Sống một mình, vậy mà sống một mình lâu nay rồi nên nó cũng quen. Rồi em hiểu. Rồi bây giờ thì để thay đổi không khí thì anh từng đi hát kẹo kéo, thế bây giờ anh hát một bài đi ha. Hát luôn để mà chiêu đãi chương trình đi, ekip đi. Hát dây vậy hả? Vâng, hát chay. Mấy em đã lên trên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò là vác cái loa kẹo kéo lên. Trời ơi, chết luôn. Ngại chết. Dạ, hát đi anh. Chờ anh hát trước bao nhiêu con người còn hát được, anh hát ngoài đường anh còn hát được. Lên chương trình anh hát quá ok chứ. Ủa bài gì thứ nhất ạ? Bài gì ta? Bài Đám Cưới Nha. Ok, đấy bài vui đấy. Đám tay dài chúng ta. Bài nhớ chứ. Tình trong đứa đẹp. Chỉ có hai bài. Chỉ nhớ những người đang. Hát to lên anh. Chiều này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lần trong tháng trầu cầu anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi vui quá xa em ơi, trời mừng mình nâng ly. Ngày mình vô quý thì ngày này chỉ một hai ba nhỏ hết ly. Thôi, ok em cảm ơn anh. Dạ. Anh vậy thì cái chuyện tình trường của mình trước giờ là như thế nào rồi? Thì lúc biết lúc yêu anh biết yêu muộn lắm, 25 tuổi mới biết yêu. Mà được 2 quốc tịch. Rồi, được. Nhưng mình kết hôn chưa? Chưa. Rồi, cái mối trong 2 mối tình đấy, mối tình nào sâu đậm nhất? Mối tình đầu. Mối tình đầu sâu đậm nhất à? Bao nhiêu lâu? Quen 5 biết như thế nào? 5 năm mới quen được. Tán cố 5 năm? Là không phải. Tức là yêu nhau thì 1 năm mà 5 năm mới quen hết. Mới quên hết à? Yêu nhau 1 năm. 5 năm mới quên. Quen cô ấy ở đâu và tại sao lại chia tay? Tại hồi quen cô ta là ở Bình Dương. Ngày xưa kia đi làm công trình á.
Tức là ngày xưa đi nhận công trình, làm công trình xây dựng á. Dạ rồi. Thì đi xa xa 5-7 bữa mới, một tuần 10 ngày mới về về phòng một lần. Nên người ta xa mặt kết lộng thì mà. Ở Bình Dương thì cũng biết rồi, thành phố Bình Dương bây giờ thiếu thiếu chi người. Người à, thế vậy là hồi đấy là hai anh chị đã sống với thử với nhau rồi? Chưa. Nhà ai nấy ở, phòng ai nấy ở. À, 5-7 nghĩa là anh đi làm công trình ở các tỉnh khác, còn cô ấy ở Bình Dương. Ừ. Lâu lâu. Ừ. Thế là cô ấy bỏ đi luôn hả? Cô ta tự động chia tay mình mà mình không hiểu lý do. Không, à, tội chủ. Chia tay không lý do. Mình không có thể nghĩ ra mà. Rồi, à, rồi, sao mà các bạn thế thôi. Rồi, thế còn cái mối tình mà gần đây nhất là mối tình thứ hai đấy. Là chia tay vì lý do gì? Bao nhiêu lâu? Cách đây 3 năm trước. Ừ. Cô ta nợ nhiều quá. Quen một cô ở đâu? Ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Cô làm công việc gì ạ? Cô ta là con út trong nhà nên không có đi làm gì hết. Thế xong rồi cũng quen nhau được bao nhiêu lâu anh? Tầm 1 năm. Rồi, chia tay vì cô ấy lợ nhiều, ăn chơi quá. Nợ tiền nóng không, ai chịu cho nổi. Thế mấy cái cuộc chơi đấy cô có rủ anh đi không? Không, không. Cô chơi với ai? Ai biết, tại vì ông chị ta ở thành phố, còn anh thì anh ở Bà Rịa. Thành phố Vũng Tàu của Bà Rịa nó khác nhau. Một lần đi thăm bà, đi xuống bà chơi là mất hết 60 cây mà. Rồi ok, thì bây giờ là anh quên hết quá khứ rồi đúng không? Sẵn sàng đón nhận người mới rồi đúng không? Đúng rồi. À, ok. Bây giờ anh muốn chương trình tìm cho mình mẫu người như thế nào nào? Ngoại hình trước đi hả? Tại vì mình không được cao nên bạn gái thì lùng cũng được mà cao thì càng tốt, kiểu là khoảng chừng 1,5 m đến 1,55 m. Anh chiều cao của anh bao nhiêu? 60. Rồi, 1,60 m rồi. Mặt mũi sao? Anh thích minh tinh, diễn viên hay ca sĩ nào không, để tương tượng để cho chương trình đi tìm giúp? Mình già rồi, mình làm gì có chuyện mà lựa chọn ở đây. Mình chỉ cần người nào đó thương mình, nhưng mà đừng có mập. Mập thì thấy ghê quá. À, không mập, rồi. Còn yêu cầu gì về ngoại hình nữa không nào? Thì nói chung là cứ không mập là được rồi. Rồi. Công việc nghề nghiệp gì phù hợp với anh? Hả? Công việc nghề nghiệp. Của ai? Của bạn đó. Thì là công nhân cùng nhau phấn đấu đi lên thôi. Đấu đi lên rồi. Anh bây giờ anh ở Bà Rịa Vũng Tàu là anh có nhà có cửa gì chưa? Hiện tại là anh đang thuê phòng anh ở. Nếu như mà người ta thuê anh thì trong vòng anh hứa trong vòng khoảng 2 năm anh có thể mua đất xây nhà cho cô ở. Rồi. Thế bây giờ vị trí vùng miền ấy, anh đã cũng từng phải chia tay vì xa rồi ấy, thì bây giờ anh mong muốn là bạn gái ở đâu? Ở Bà Rịa càng tốt. Bà Rịa càng tốt. Đấy là mong muốn nha. Còn nếu mà cần nói chung càng gần càng tốt ha. Dạ yeah, đúng rồi. Thế thế quê quán vùng miền có không, thích vùng nào không? Càng ở đây càng tốt nữa. Rồi. Người miền Nam. Miền Nam. Miền Tây được không? Nói bây chung thì cái gì mà người ta nói vạn sự tùy duyên thôi chứ giờ sao? Rồi ok. Rồi. Anh không thích cái điều gì ở phụ nữ? Nói chung là không thích điều gì phụ nữ hả? Yeah. Khoa. Nói chung là mấy cái tệ nạn xã hội mà biết là chắc chết. Nói chung là
cứ kiểu mà đừng có cào nhau quá. Rồi, không còn nhau rồi. Nói chung là hai người người hay cười là vui rồi. Hay cười là vui. Rồi, ok, em cảm ơn anh Hiền nhá. Thì hôm nay là cái buổi đầu tiên để làm quen đã. Xong nếu mà anh được chọn vào vòng ghi hình ấy thì sẽ có biên tập làm việc trực tiếp với anh ha. Dạ, cảm ơn. Rồi, xong rồi mời anh lên thành phố Hồ Chí Minh để ghi hình nhá. Dạ.